bây giờ trở lại bản tin đầu tiên trong chương trình của bản tin cập nhật à, sáng ngày hôm nay thì à, vẫn tiếp tục cái chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris à, chúng ta cũng không ngạc nhiên đâu dưới thời của Biden và Harris thì chúng ta chỉ có một câu mà chúng ta thường nói với nhau là gì đó là BK bằng Syrupsy Hãng hàng không Spirit Airlines là một biểu tượng của ngành hàng không giá rẻ đã định hình lại ngành công nghiệp trên không, đã chính thức nộp đơn xin phá sản sau nhiều năm thua lỗ. Một vụ sát nhập bất thành và thị hiếu ngày càng khắc khe của người tiêu dùng. Xin chia buồn, uh, thật sự chia buồn công ty này quý vị bây giờ tôi cũng chẳng biết nói như thế nào nhưng mà thật sự công ty này là một trong những công ty đã thay đổi cái ngành hàng không dân dụng rất là nhiều là bởi vì công ty này đã tạo ra cái gọi rằng là sự chấn động trong ngành hàng không chính thức ngày hôm nay tuyên bố phá sản thì có vẻ như họ đang bắt đầu rất là struggle với thời của Biden và Sikamala Harris Uh, mấy ngày hôm nay không biết rằng là Biden và Kamala Harris uh, Biden thì tôi biết đang ở Peru còn Kamala thì cũng chẳng biết đang ở đâu thì uh, để tôi hết để tôi tài chết cái bản tin này cho quý vị hàng rồi tội nghiệp tội nghiệp quá hãng hàng không này cho biết vào đầu thứ hai rằng họ sẽ đạt một thỏa thuận được sắp xếp trước với những chủ trái phiếu của mình gần 300 triệu đô la tiền tài trợ cho bên nợ đang sở hữu để giúp họ vượt qua tình trạng phá sản mà họ dự kiến sẽ thoát khỏi vào đầu cái quý đầu tiên của năm sau. Cái quý, quý là thuật ngữ tiếng Việt mới đó. Mà thuật ngữ tiếng Việt trước năm 75 là Tam Cá Nguyệt. Thì Tam Cá Nguyệt thì đọc hơi dài một chút xíu. Thì sao, sao cũng được nha quý vị. Họ cho biết các nhà cung cấp và các bên thuê máy bay sẽ không bị suy giảm. Spirit đã liệt kê tài sản và nợ phải trả của mình từ khoảng 1 tỷ đến 10 tỷ đô la trong cái hồ sơ nộp lên tòa án. Trời đất ơi, kinh khủng thiệt. Hãng hàng không cho biết họ hy vọng sẽ tiếp tục hoạt động và cho biết khách hàng có thể đặt vé. Cái điều quan trọng nhất cần thiết là bạn có thể tiếp tục đặt vé vào ngay bây giờ và trong tương lai. Giám đốc điều hành của Spirit cho biết trong một lá thư gửi cho khách hàng vào sáng ngày hôm nay. Ông cho biết khách hàng có thể sử dụng vé, tín dụng và điểm trung, điểm trung thành. Điểm trung thành tức là membership, reward, loyalty card, một cách bình thường. Spirit là một hãng hàng không lớn đầu tiên của Hoa Kỳ xin nộp đơn phá sản theo chương 11, kể từ American Airlines cách đây 13 năm. Hãng hàng không có trụ sở tại Dania Beach, bang Florida, đã phải vật lộn với việc thu hồi động cơ, khiến hàng chục máy phản lực của hãng này nằm im. Chi phí tăng đột biến sau cái đại dịch cô tập 19 và sự thất bại mua lại của JetBlue Airways đã bị một thẩm phán liên bang chặn vào đầu năm nay vì lý do chống độc quyền. Cổ phiếu công ty đã giảm 90%. Không biết công ty này có nên đâm đơn kiện cho thẩm phán không ta? Tôi nghĩ chắc đâm đơn kiện cho thẩm phán là chính xác luôn. Hãng hàng không này nhiều lần đã lùi cái thời hạn với đơn vị xử lý thẻ tín dụng để có thể đàm phán cái khoản trái phiếu à, trị giá là 1.1 tỷ đô la. Đáo hàng vào năm sau hoặc là có nguy cơ mất khả năng giao dịch xử lý. Hôm thứ hai thì công ty cho biết đã đạt một thỏa thuận với chủ trái phiếu về khoản vốn trị giá 350 triệu đô la sẽ hoàn tất cái giao dịch giảm cái đòn bẩy cổ phần hóa khoản nợ được tài trợ trị giá 795 triệu đô la. Công ty Spirit đã nộp đơn xin bảo vệ tại tòa án phá sản của Hoa Kỳ tại quận Nam của New York. Công ty cho biết họ sẽ hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán New York do nộp đơn. Cổ phiếu Spirit đã dừng giao dịch trước giờ mở cửa. Từng trước Spirit cho biết họ phải hoãn các cuộc nộp báo cáo tài chính hàng trăm cá nguyệt đang thảo luận về một thỏa thuận về phần lớn các chủ nợ, theo đó sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng, nhà cung cấp, nhà cung ứng các bên khác, nhưng sẽ xóa sổ vốn chủ sở hữu của công ty. Spirit cho biết họ dự kiến cái biên lợi nhuận quý 3 sẽ thấp hơn 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ của năm ngoái và doanh số thấp hơn 61 triệu đô la so với năm ngoái trong cả đó chi phí tăng vọt và giá vé giảm. Rồi, thôi, lại một em nữa ra đi Với thời của chính quyền Biden và Kamala Harris trời đất ơi, tội nghiệp nói chung là tôi rất là thích những công ty này quý vị nhưng mà chia buồn thôi chứ thật sự cái lúc mà nó lên lại hai đồng mấy tôi bán hết rồi à, tôi không giữ cổ phiếu nào cả nếu mà tôi còn giữ sáng ngày hôm nay chắc cái mỏ đó nó xài còn hơn bà Hillary Clinton Ê trời là coi Sao mình tin tức ông Trump chiến thắng <laughs> Mà cái nền kinh tế của Biden vẫn tiếp tục tài Ok quý vị welcome một lần nữa Tất cả các quý khán Thứ như là trở lại chương trình Trở lại chương trình của buổi sáng Ngày hôm nay số điện thoại của chương trình Vẫn tiếp tục là 657 600 888 -88. Ok rồi bây giờ Coi, coi chúng ta sẽ đi vào tin tức đầu tiên trên những bản tin cập nhật và quý vị đã vào đủ chưa? Đủ rồi. Thường thường 400 người là cũng đủ rồi. À, bây giờ trở lại coi um, có bản tin nào vui vui để um, trình bày cho quý vị không? À, sáng ngày hôm nay thì um, cái văn phòng của Tổng thống 45 và 47, chúng ta gọi là 45 47 À, vẫn chưa có trong điều cụ thể mới nào mà chúng ta đang chờ đợi cái lựa chọn à, về bộ trưởng bộ ngân khố vân vân à, sáng ngày hôm nay có bản tin chấn động nhất đó bởi vì tôi nói với vị uh, trong chính trị của Mỹ mà nó sẽ không bao giờ có kẻ thù muôn năm và nó cũng chẳng bao giờ có bạn bè dạng năm Quý vị biết câu chuyện gì không? Quý vị biết câu chuyện gì không? Quý vị biết câu chuyện gì không quý vị? Tại ơi, hai con khuyết tật Hai con khuyết tật này nó chửi trăm tối ngày Trong chương trình MSNBC và chuẩn bị bán đi nghe đồn đâu là cái nhóm của đảng cộng hòa sẽ mua lại chương trình của MSNBC đó quý vị à, nghe đồn thôi nghe đồn thôi tôi nghe đồn là một nhóm nhà đầu tư của đảng cộng hòa trong đó dẫn đầu là ông Jack hình như là Piso thì phải đang kêu gọi vốn đầu tư để mua lại công ty MSNBC thì tôi nghĩ họ họ cần thiết mua về điều này không cần Elon Musk đâu tôi nghĩ một số thành viên của đảng cộng hòa nên tập hợp lại với nhau đặc biệt là những người nào mà có tài khả năng tài chính gì ăn nói đó thì nên mua lại tôi cũng đang chờ đợi một số công ty truyền thông nào lỗ cổ như đây mà nó nó gần phá sản tôi mua lại tôi sẽ kêu gọi nhà đầu tư trong đó tôi kêu gọi bà Giang Phạm trên live chat đầu tiên cho bởi lần Amker News xong rồi à, mỗi cái chương trình tôi sẽ yêu cầu <laughs> tôi mua cái, có, cái chương trình nào mà chống trăm ở dưới mà nó phá sản tôi mua lại cái mỗi cái chương trình nó kêu nó nhảy cái điệu nhảy nhảy cái điệu nhảy của ông trâm <laughs> nhảy cái điệu nhảy của ông trâm tôi cũng đang học cái điệu nhảy đó vài bữa đó, tôi nhảy chứ bị coi nên lại chết Ê trời tội nghiệp quá Hai con khuyết tật này, một con được mang tên là Micah, con còn lại tên là Joe Sakiro, Sakiro, Sakiro <laughs> Tội nghiệp của thằng này quá, cuối cùng cuối tuần ngày thứ sáu nghe độ ông đâu cũng ghé thăm ông Trump Chấn động chưa Ô mà tôi nó chữa ông Trump 7 năm liên tục quý vị Quý vị nào mà trao dõi chương trình thời sự của Mỹ, hai cái thằng này với con này là nó bệnh hoạn nhất nó chửi trăm bảy năm liên tục bảy năm liên tục và tụi nó chưa bao giờ mà có một cái từ nào mà nó hô bác lại với tổng thống Trump cả mặt nó dày kinh khủng luôn nhìn cặp mắt của hai cái đứa này thiệt tình nó chơi trong Trump là phát xích rồi đủ trò cả rồi nó còn chửi những cử tri của Trump Chửi, chửi chửi để được trả tiền đúng luôn là cuối cùng cuối tuần qua nghe đồn đâu hai em được diện kiến được diện kiến tổng thống đắc cử của chúng ta Over the past week, Joe and I have heard from so many people, from political leaders to regular citizens, deeply dismayed by several of President-elect Trump's cabinet selections, and they are scared. Last Thursday, we expressed our own concerns on this broadcast and even said we would appreciate the opportunity to speak with the president elect himself. On Friday, we were given the opportunity to do just that. Joe and I went to Mar a Lago to meet personally with President elect Trump. It was the first time we have seen him in seven years. Now, we talked about a lot of issues, including abortion, mass deportation, threats of political retribution against political opponents and media outlets. We talked about that a good bit. And it's going to come as no surprise to anybody who watches this show, has watched it over the past year or over the past decade, that we didn't see eye to eye on a lot of issues, and we told him so. What we did agree on was to restart communications. My father often spoke with world leaders with whom he and the United States profoundly disagreed. Uh, that's a task shared by reporters and commentators alike. We had not spoken to President Trump since March of 2020, other than a personal call Joe made to Trump on the morning after the attempt on his life in Butler, Pennsylvania. In this meeting, President Trump was cheerful, he was upbeat, he seemed interested. In finding common ground with Democrats on some of the most divisive issues. And for those asking why we would go speak to the president-elect during such fraught times, especially between us, I guess I would ask back, why wouldn't we? Five years of political warfare has deeply divided. quý vị không cần nghe nói gì hết á quý <laughs> vị không cần nghe nói gì cả quý vị lấy đây làm bài học về nhân tướng học <laughs> khỏi cần đi học thầy phân thủy cho mình tự ngẫm nghĩ lại cuộc đời thiệt tình Ê, như vậy bảy năm qua là tôi bay chửi trăm để kiếm tiền phải không chửi trăm để có view phải không chẳng khác gì tụi nó đang sát muối vào cái đám khán giả của tụi nó cái này nghe quen quen cộng đồng việt nam cũng có nhiều đứa giống vậy lắm <cười> quen quen <cười> quen quen không biết rằng là mấy đứa chữ trăm ở cộng đồng ở dưới kia và bữa này có ủng hộ một trăm không ta mà trong truyền thông đó nha quý vị kinh chưa trời ơi thiệt tình à, buổi sáng này không biết cái tin này tôi nên vui hay tôi nên buồn nữa trời Divided Washington and the country, we have been as clear as we know how in expressing our deep concerns about President Trump's actions and words in the coarsening of public debate. But for nearly 80 million Americans, election denialism, public trials, and January 6th were not as important as the issues that moved them to send Donald Trump back to the White House with their vote. Joe and I realize it's time to do something different, and that starts with not only talking about Donald Trump but also talking with him. <coughs> quay xe, quay xe, quay xe. Các bạn coi, thì bây giờ tôi bình luận cái bản tin này như thế nào thì, um, transcript của cái đoạn này là gì? tức là hai cái vợ chồng này là hai cái con khuyết tật này nè nó nói rằng là bảy năm nó chửi trăm kinh khủng rồi nhưng mà bây giờ bây giờ nó là truyền thông nên thành ra rằng là nó muốn có một cơ hội để nói chuyện với tổng thống đắc cử donald trump thì nó nói rằng là vào cuối tuần qua thì nó được có một cơ hội để nói chuyện với tổng thống trump à, có một số cái vấn đề thì họ không đồng thuận với nhau nhưng mà họ đồng ý rằng là họ sẽ bắt đầu lại họ sẽ bắt đầu lại là một cái sự liên lạc nào đó với tổng thống trump thì uh, tôi cũng chẳng biết rằng là như vậy 7 năm trước 7 năm trước rằng tôi nói chửi trump tôi nói nói trump là hitler nó trong mặt độc tài độc quyền độc đoán độc dược nhưng mà nó quên nói trump đẹp trai thông minh quên nói điều này mà bây giờ à tự tình bất ngờ chưa? Có ai bất ngờ chưa quý vị? Có ai bất ngờ chưa? Có ai bất ngờ chưa ngày hôm nay khi cái con Mica và Joe NBC chấn động cả thiên hạ một cuộc gặp với tổng thống Trump tại Monaco. rồi thì uh, um, choáng váng tôi tôi cũng đang hồi sáng này tôi, tôi tôi tôi, dậy mà tôi mơ mơ màng màng cứ mò qua mò lại mò trúng cái điện thoại bấm vào <laughs> trang tin tức làm tôi cũng lật giường luôn mà hơn à, là chưa té giường nữa nha ok đó rồi bây giờ đó là cái bản tin để dành cho quý vị là như vậy và chúng ta sẽ đi vào um, um, cái vấn đề cái chương trình của Morning Joe đó quý vị là cái chương trình rất là tài về quan tác cũng chẳng ai xem cả là bởi vì họ đã hoàn toàn uh, nói dối với công chúng và nói dối với nước mỹ bao nhiêu năm giờ đây Thành ra rằng là tôi sẽ tập hợp một số nhà đầu tư và tôi sẽ coi coi cái đài nào ở đường Bosa Đầu local TV nào mà nó chuẩn bị <laughs> phá sản. Tôi mua lại. Cái này tôi mướn bà Stephanie Nguyễn làm anchor new của tôi mới được. Cứ lên bật cái chữ thoải mái đi. <laughs> Rồi đây, nghe lại nè.

về nghe chưa Nó chữa ông Trump không còn cái gì cả quý vị Thí dụ như vì nói rằng là, là à, Thằng Jack bờ thì uh, chúng tôi còn thấy là ok Hay là quý vị có thể name it Quý vị có thể name it quý vị um, Jack Trapper thì không sao ha rồi uh, ai nữa? À, những cái đứa mà chống trăm như Chris Wallace chống sao cả <laughs> nhưng mà cái cặp đôi này là cặp đôi chống trăm Mà gọi là chống trăm quyền lực ở media đó quý vị như vậy quay đầu là bờ không biết nên chúng ta có nên tha thứ cho cặp đôi này không trời bây giờ ai trên lan chat cho tôi biết là tôi có nên tha thứ cho cặp đôi này không để một số người nào mà chưa vào cái chương trình cho vị nghe lại cái đoạn 2 phút này để cho vị thấy kinh khủng from political leaders to regular citizens deeply dismayed by several of president-elect trump's cabinet selections, and they are scared. last thursday, we expressed our own concerns on this broadcast and even said we would appreciate the opportunity to speak with the president-elect himself. on friday, we were given the opportunity to do just that. joe and i went to mar-a-lago to meet personally with president-elect trump, It was the first time. Trời đất coi bây giờ tôn trọng lắm nha. President elect. President elect là tổng thống vừa đắc cử Trump. Chứ hồi xưa là dùng hỏng hỏng tin trăm không. Thôi thì um, nói chung là họ cũng đang giữ công an việc làm của họ. Tôi chỉ muốn thật sự đưa cái đoạn này ngày hôm nay cho quý vị Tức là những cái đám truyền thông mà chống trăm về nguyên tắc là nó chống trâm kiếm cơm. Chứ thật sự tụi nó đó, trong tận cái đáy lòng của tụi nó thường biết được rằng là ông Trump là con người rất đàng hoàng. Ông Trump là con người rất là bao dung và độ lượng. Ông Trump là con người rất là yêu cái nước Mỹ mà luôn đặt người Mỹ trên hết. Nó khác hoàn toàn với cái hình ảnh mà truyền thông nó tô vẽ cho ông 7 năm qua. Như vậy là bởi vì nó đang kích động cái lòng hận thù của những cái thành viên còn lại của đảng Dân Chủ. Tại vì bây giờ đó, khi mà tụi nó đẩy bà Kamala lên rất cao, sau đó rồi tụi nó thua, dẫn đến cái cái cái, cái lượng mà xem đó, cái lượng view đó ha. Cái lượng view của chương trình MSNBC và chương trình NBC và chương trình CNN đều giảm 4-50% bốn năm chục phần trăm như vậy về nguyên tắc đó thì họ cần phải cover cái chính quyền của Trump như thế nào cho 2024 và 2025 sắp tới đây thì đây là cái mà họ đang cần họ đang bắt đầu đảo chiều bởi vì cái cơ hội mà họ mất công an việc làm sẽ rất cao quý vị nên nhớ rằng là tổng thống Trump đã từng giúp con mụ môi ca này rất nhiều Ông đã trừng ký cái check 100 ngàn đô la. ở như đình trả tiền cho một cái những gia đình thân thuộc với con mụ này trước bị ung thư của hai ba chục năm gì trước. Chính miệng con mụ này lên cái chương trình của New York. Lúc đó là hình như là New York nó đang tổ chức cái ngày lễ New Year đó. Nhưng mụ lên mày nói rằng là, mụ lên mụ nói rằng là mụ cảm ơn ông Trump rất nhiều về điều này. Nhiều lắm, kể cả luôn mà Winfrey Opera cũng trương tự họ cái thời mà win free ra mà còn nằm ở phía dưới đó ở à, phía dưới đó để đặt câu hỏi cho tổng thống trump của chúng ta kinh lắm quý vị thì um, gió đã đổi chiều như vậy điều này tốt cho tổng thống trump hay không câu trả lời đương nhiên là tốt Đối với tôi nếu mà thật sự họ trở lại một cái truyền thông chân chính và cover những gì chính xác mà trọng thống Trump mà chính quyền của ông làm cho nước Mỹ thì tôi nghĩ đó là chuyện tốt với người truyền thông. Còn hai cái nhân vật này có mất việc làm hay không? Là hoàn toàn tôi không biết được. Nếu mà thật sự chúng ta tin tưởng rằng hai nhân vật này sẽ tớp Giống như là sẽ không nói dốc về Tổng thống Trump nữa thì tôi nghĩ không Có thể là tụi nó đang sử dụng cái kế quản binh Tụi nó đang trở về lại cái phía Trung Dung Với hy vọng rằng là kiếm được vài <laughs> Cái view và stay relevant Stay relevant trong cái ngành truyền thông Ok thì um, Chúng ta coi như là một chiến thắng cho ông Trump đi At minimum là kẻ thù của ông 7 năm trời liên tục Ghé alago Và nói chuyện với Tổng thống Trump Mà Tổng thống Trump cũng hay thiệt Phải công nhận chứ ông rất là mở lòng Mở rộng về điều này à... Bởi vì ông cũng hay thiệt quý vị Ô, Ông có thể sẵn sàng để mở rộng cái dòng trai đi gặp hai cái đứa này chứ thật sự cái thời gian còn rất là quý báu mà phải công nhận chứ cái cách đối xử của ông trump như mày thì hết chỗ hết chỗ nói nè tại vì ông 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 có thể bỏ ra một chút thời gian để gặp hai cái người chửi ông bảy năm trời thì chứng tỏ là con người của ông thật sự rất là đại lượng gặp tôi mà ai chửi tôi bảy năm trời kiểu này mày tới nhà tôi gây chó cắn đi mẹ mặc dù không có chó cắn tôi đưa tôi đưa vợ ra đuổi <laughs> ai tôi không sao sáng giờ tôi đừng chó nha ý tôi nói như vậy gặp tôi là gặp tôi là tới cửa nhà tôi đuổi trời trời đứng gà tôi trời đứng ngỗng thì có luôn tôi kêu ngỗng nó cắn tôi không có đại lượng đến mức độ đâu mấy chửi tới bảy năm trời chứ có bao giờ ngồi bảy chữ bảy năm trời quý vị chửi bảy năm trời <laughs> cuối cùng ông trăm được vào đi vào nó vào nói chuyện vào đây nói chuyện mình chứng tỏ là ông quá đại lượng đi Con người của ông đó là không phải là con người nữa Ông là cái gì đó mà Thần thánh thì hơi quá đáng Nhưng mà thật sự đúng là một cái gì đó Mà nó ngoài là con người nữa Chứ bây giờ tôi hỏi quý vị nè Bây giờ có thằng nào chữa vì 7 năm trời Quý vị cho nó vô nhà không Quý vị nên lên like chat cho tôi biết Có một thằng nó chửi 7 năm trời Mà nó chửi không còn gì cả Nói chung là nó vẽ cái hình ảnh của ổng giống như là Một gì đó ngoài thành tinh Mà quý vị giàu nhạo cho Tôi hỏi cho Tôi tôi là con người bình thường tôi không cho đâu Tôi không cần chơi chung Cho mày chết mẹ mày luôn Tôi giả sử như vậy Thì mày chết đi Công nhận đi Ok để một số người nào mới vào trong cái chương trình đó Thì ngày hôm nay cái chương trình này đó một chút đặc biệt là gì biết không là cái chương trình MSNBC của Mike và Joe sau 7 năm trời chửi trong một cách tầm trời thì ông Trump đã cho vào Mar-a-Lago và ngồi uống trà và nói chuyện và bàn thảo nhiều thứ và họ đã đồng ý rằng là sẽ bắt đầu lại communications kinh thiệt ok có thể là chính trị vì điều này có thể giống như Joe Biden đã welcome tổng Trung Trump vào lại tờ bà đốc thì có thể cái vấn đề là phải gặp nhau mỗi ngày trong cái giai đoạn chuyển giao quyền lực và gặp nhau vào ngày 20 tháng 1 sắp tới đây quá vĩ đại nói chung là ông quá vĩ đại ok thôi tôi bớt khen ông Trump đi khen nhiều quá rồi mất công quý vị nói tôi bởi đích ông Trump kiếm view rồi. <laughs> nhưng mà nếu mà thật sự ông Trump biết tôi bởi đích ông kiếm view cho ông nói ừ không sao cả Miễn sao mà có tiền nuôi con được Dám lắm mà đừng đùa hoài nha quý vị Tại vì ông có thể rộng <laughs> Ông có thể rộng lượng với hai cái đứa chưa ông mấy năm trời Ông lại ông không rộng lượng với tôi Để tôi bờ đích ông tôi kiếm cơm hả Tôi giả sử như vậy Ok rồi Thì um, Đó là bản tin Chấn động là như vậy Ở như là trở lại bản tin Chấn động tiếp theo À, tổng thống vừa đắc cử tuyên bố là ông sẽ sử dụng cái vệ binh quốc gia và quân đội để xử lý vấn đề biên giới của nước Mỹ tức là sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong ngày đầu tiên wow trong cái đó tổng thống Trump vừa đưa ra một thông điệp về vấn đề Joe Biden cho cái đất nước Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công cái nước Nga. Ông nói rằng là tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện với Putin và Lysanky và chúng ta sẽ kết thúc vấn đề chết chóc và ngăn ngừa cuộc đại chiến đại tam xảy ra. Ok rồi, thì đó là những gì mà những cái bản tin về buổi sáng ngày hôm nay là như vậy thì bắt đầu đó, nếu mà cái chương trình MSNBC của ông Châu và con nhỏ Micah đó quý vị mà quay xe như vậy thì trong tương lai tôi expected là chương trình CNN cũng quay xe và quý vị sẽ bắt đầu thấy chương trình CNN MSNBC chương trình của Jack Tapper, chương trình của Blister chương trình của nhiều nhân vật khác nhau sẽ cover một cái tone hoàn toàn khác cái tone hoàn toàn khác Đối với cái nhiệm kỳ mới của Tổng thống Trump Ok rồi à, Để kết thúc cái chương trình Buổi sáng ngày hôm nay Để chúng ta qua cái chương trình Của The VLKT Business Tôi muốn cho vị con lại cái đoàn Mà Micah và Morning Joe Trong 7 năm trời liên tục Chữa ông Trump không còn gì cả Nhưng mà cuối cùng Đã gặp Tổng thống Trump tại mar Made by several of President Elect Trump's cabinet selections, and they are scared. Last Thursday, we expressed our own concerns on this broadcast, and even said we would appreciate the opportunity to speak with the President Elect himself. On Friday, we were given the opportunity to do just that. Joe and I went to Mar-a-Lago to meet personally with President Elect Trump. It was the first time we have seen him in seven years. Now, we talked about a lot of issues, including abortion, mass deportation, threats of political retribution against political opponents, and media outlets. We talked about that a good bit. And it's going to come as no surprise to anybody who watches this show.